Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay mùng 8 tháng 2. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào những dịp lễ Tết thường đón hàng nghìn lượt khách xỉ lẻ thâu đêm suốt sáng đến mua hàng. Ghi nhận trong ngày 29 Tết, đông nghẹt người chen chúc để mua hoa. Giá hoa tại đây cũng thấp hơn so với các chợ lẻ hoặc cửa hàng nên chợ thu hút rất đông người dân từ các quận lân cận đến mua. Nhiều cửa hàng hoa tranh thủ nhập hàng về để phục vụ các ngày cao điểm 28, 29, 30 Tết. Các loại hoa năm nay được ưa chuộng như thanh liễu giá từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng trên một bó, tuyết mai khoảng 200.000 đồng trên một bó, hoa cúc magic nhiều màu giá khoảng 250.000 đồng trên một bó. Ngày 8 tháng 2, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đã được rào chắn toàn bộ, đóng nút giao để thi công các đốt hầm kín. Công việc này sẽ kéo dài 8 tháng nhằm đẩy nhanh tiến độ sớm trả lại mặt bằng cho xe di chuyển. Dự kiến toàn dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng của các công trình giao thông là chủ đầu tư cho biết, việc rào chắn nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là giai đoạn bắt buộc phải làm để hoàn tất công trình. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, dự án sẽ được thi công xuyên Tết. Các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động gần như không nghỉ trong dịp Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ông Lê Văn Tiền, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và kinh doanh chợ Hóc Môn cho biết, trong công tác kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn hoạt động 24/24. Trong một năm, chợ chỉ nghỉ khoảng 24 giờ duy nhất là đêm 30 và sáng mùng 1. Tương tự, chợ Bình Điền sẽ hoạt động gần như không nghỉ Tết. Một số ít tiểu thương sẽ kinh doanh đến hết ngày 30 âm lịch, còn lại sẽ hoạt động như bình thường. Năm nay, lượng hàng về chợ đảm bảo giá cả ổn định để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Rạng sáng ngày 8 tháng 2, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1992, quê ở Hà Tĩnh, trú tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thủ phạm dùng súng tấn công gây ra vụ cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Để thực hiện âm mưu kế hoạch cướp ngân hàng, Trung chuẩn bị rất công phu. Chiều ngày 7 tháng 2, Trung đến một ngân hàng ở huyện Đức Trọng quan sát các hướng rồi rút súng, quăng ba lô, ép nhân viên ngân hàng, lấy đi số tiền hơn 3 tỷ đồng để trên bàn. Thưa quý vị, do tình hình thu nhập khó khăn, không ít tài xế của các ứng dụng xe công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ở lại thành phố để mưu sinh xuyên Tết. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Trước thềm năm mới cận kề, ông Bình đang nghỉ tạm giữa trưa sau 4 tiếng đồng hồ chạy xe liên tục. Mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh đã được 8 năm. Đây là năm đầu tiên ông Bình quyết định chạy xe xuyên Tết. Chạy qua Tết luôn. Xuyên Tết luôn. Mỗi năm về quê, năm nay khó khăn quá, ở trên đây ăn Tết luôn. Được khách nó bo, lì xì, chúng ta bỏ. Vì cái năm nay chú chạy là mấy năm trước chú đâu chạy, năm trước chú nghỉ chú nhà. Bây giờ kiếm theo thu nhập con ơi, lúc này năm nay làm ăn khó khăn quá. Cũng kỳ vẫn con vẫn chạy xe mà dựa dần ở nhà luôn con. Mình chạy xe cho mình về mà mình chạy theo tiếng mà, mình chạy 8 tiếng mà. Theo các tài xế xe ôm công nghệ, dịch vụ chạy xe ngày Tết thu nhập tốt hơn ngày thường. Ngoài câu chuyện đi lại dễ dàng, không kẹt xe, thì nhiều chuyến xe, tài xế xe ôm công nghệ được khách hàng lì xì Tết, nên không ít người tranh thủ đi làm. Những người ta cần lắm, mà như mấy người lớn tuổi, người ta cần đi chùa hay là đi thăm bà con, người ta đi thôi. Như mình, như cũng như là ở lối xóm, có mấy người quen, người ta kêu đi, mình đi. Còn kêu thì thôi, mình ra ngồi chơi thì cũng ra ngồi chơi. Thưa quý vị các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, chúng tôi kính chúc quý độc giả có một năm mới an khang thịnh vượng.